Athens là thành phố ven biển nằm phía tây bắc tỉnh Kiên Giang, phía bắc giáp với Campuchia và phía nam giáp với vịnh Thái Lan. Cung đường bờ biển dài 22 km. Athens được mệnh danh là thập vịnh cảnh vì nơi đây tập trung nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, những di tích lịch sử lâu đời, những đền chùa cổ kính linh thiêng. Dọc theo phía nam Athens là bãi biển Mũi Nai với bãi cát thoải dài, nước trong xanh, nắng ấm. Gần đó là núi Hải Sơn, nơi có chùa hang cổ kính với trên 250 năm tuổi. Nằm sâu trong vách núi, anh Thông đã tới biển, nơi có Hòn Phụ Tử, là một địa danh bất hủ mang truyền thuyết về tình cha con mà đã đi sâu vào văn học Việt Nam. Cách đó không xa là một hang động Phật uy nghiêm với cái tên Thạch Động Thôn Vân, nghĩa là động đá nốt mây, được xây trong một tảng đá xanh khổng lồ mọc trên một vùng đất rộng rãi. Tại trung tâm thành phố còn có chợ đêm Hà Tiên, nơi tập trung đông đúc, vui nhộn và náo nhiệt hàng đêm. Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá thành phố ven biển Hà Tiên. Thưa quý vị, hiện thời chúng tôi đang có mặt tại bãi biển Mũi Nai. Đây là một trường có thể nói là một bãi biển thu hút rất đông người dân đến đây hầu như là hàng ngày để thưởng thức những tắm biển rồi phơi nắng. Và như quý vị thấy, đây có rất là nhiều nhà karaoke, nhiều quán hàng. Đây dọc đường này hết tha hồ ăn đủ mọi loại thực phẩm khác nhau, từ hải sản cho đến đồ nướng. Và rất là được hát karaoke nữa quý vị. Thì bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi mình khám phá cận cảnh hơn về bãi biển Mũi Nai ở Hà Tiên. Một trong những danh lam thắng cảnh nổi bật tại Hà Tiên đó chính là bãi biển Mũi Nai, nằm ở ven biển Vịnh Thái Lan với vẻ đẹp nên thơ, nước trong veo, rộng lớn của biển cả và rừng núi. Tên gọi Mũi Nai bắt nguồn từ truyền thuyết xa xưa, khi có một chú nai thần từ trời xuống đây uống nước. Và một ngày mải mê ngắm nhìn cảnh biển tuyệt đẹp tại đây nên quên, không kịp giờ quay lại về trời. Biển nổi sóng biến chú nai thành một tảng đá nằm dạt về phía ven biển. Và từ đó bãi biển này có cái tên là Mũi Nai. Bãi biển Mũi Nai không có cát trắng như nhiều bãi biển nổi tiếng khác, nhưng lại có cát màu nâu sậm, mịn màng, thoải dài ra biển, trong lành nước trong xanh. Trong vùng biển Mũi Nai có hai bãi cát, đó là bãi Nô và bãi Bằng. Bãi Nô nằm bên xóm Chai, nơi người ngư dân sinh sống sau mỗi lần ra khơi đánh cá. Bãi Bằng thì lại có bãi cát phẳng, sóng nước tương đối nhẹ nhàng, nên rất phù hợp cho việc vui chơi tắm biển của du khách. Khu vực xung quanh biển Mũi Nai còn có các làng chài nằm khuất sau các rặng dừa xanh ngát, vô cùng yên bình. Mũi Nai còn thu hút du khách vì có đầy đủ những dịch vụ nghỉ ngơi cũng như phục vụ cho nhu cầu ăn uống, thưởng thức các loại đặc sản của miền biển, trái cây rừng thơm ngon mà sẽ làm hài lòng du khách. Đến với Mũi Nai, du khách có thể thư giãn, tắm biển, đi dạo ngắm cảnh đẹp, thỏa sức vui chơi giải trí, ăn hải sản tươi, ngon và nhất là tha hồ thưởng thức các món ăn ven biển ngọt ngào, thơm ngon. Đối với những du khách nào thích hát thì bãi biển Mũi Nai là nơi phải đến, vì dọc theo bờ biển nơi đây có rất nhiều gian hàng quán ăn, có những dàn karaoke cực mạnh để du khách tha hồ hát cho nhau nghe và thưởng thức những thức ăn, đồ uống thơm ngon của miền biển. Một địa điểm du lịch cổ kính và tâm linh của Hà Tiên đó là chùa Hang, nằm ở dưới chân núi Hải Sơn, xã An Bình, huyện Kiên Lương. Chùa Hang là một Phật động do các nhà sư Thái Lan và ngư dân đến đây khẩn hoan lập nghiệp từ năm 1771
khi mà quân Xiêm sang xâm lược nước Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có 3 năm sau thì quân Xiêm đã bị đánh bật ra khỏi Việt Nam. Chùa Hang còn có tên là Hải Sơn Tự, nằm trong một ngọn núi nhuốm màu hoang dã sát bờ biển, nơi sóng vỗ về quanh năm. Trước sân chùa Hang có tượng Phật Di Lặc nặng tới 22 tấn bằng đá non nước được thỉnh về từ Đà Nẵng. Chính điện của chùa Hang nằm trong lòng núi với động đá vôi mà đã được khai thác cách đây trên 1.000 năm. Thiên nhiên đã tạo nên một hang động thật bí ẩn, khá cao cỡ như trần nhà, nhưng vì khá dài nên trong động thiếu ánh sáng. Vì thế ở dưới động tối như màn đêm, thâm u mờ ảo. Chùa Hang có chiều dài khoảng 50 mét, có các hình dáng kỳ quái do nước ăn mòn tạo nên. Chỗ hẹp nhất chỉ khoảng cho từ 3 đến 4 người đi lọt. Đi khoảng vài phút theo đường hang ngoằn ngoèo, du khách sẽ cảm nhận được những ngọn gió từ biển thổi vào mát rượi. Sự yên tĩnh, huyền bí, tôn nghiêm, đơn sơ của hang động và sự từ bi, an lạc toát ra từ các tượng Phật tạo cho nơi đây một không gian đậm sắc mang âm hưởng riêng biệt nơi cõi Phật, tạo ra những trải nghiệm linh thiêng khó quên cho nhiều du khách ghé thăm. Cửa động nhìn ra biển là khu vực nằm trước Hòn Phụ Tử. Nơi đây là ngôi chợ buôn bán sầm uất với rất nhiều loại hải sản và đặc sản của Hà Tiên. Du khách có thể chọn mua những thức ăn hải sản tươi sống và các quán ăn tại đây sẽ làm sạch, chế biến và nấu nướng theo đúng yêu cầu của du khách. Đi qua khu vực buôn bán này, du khách sẽ bước vào khu vực Hòn Phụ Tử, được mệnh danh là Vịnh Hạ Long thứ hai, nằm cách trung tâm Hà Tiên khoảng 38 km và nằm trên eo biển khu du lịch Chùa Hang thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Hòn Phụ Tử được xem là biểu tượng cho cảnh đẹp của tỉnh Kiên Giang và được công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia vào năm 1989. Điểm không ai có thể lỡ bỏ qua đó chính là địa điểm chúng tôi đang đứng ở đây. Đây là Hòn Phụ Tử, đây là một địa điểm nó mang tính cách rất là sâu trong lịch sử cũng như là nền văn hóa của Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ thì chúng tôi xin kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi mình khám phá cận cảnh hơn Hòn Phụ Tử. Hòn Phụ Tử là hòn đảo gồm hai khối đá dính liền với nhau, đứng trên một bệ đá có chiều cao 5 mét so với mặt nước biển. Trong đó Hòn Phụ nghĩa là cha, có chiều cao khoảng 33,6 mét, và Hòn Tử nghĩa là con, cao khoảng 30 mét. Đây là hai trụ đá cao nghiêng nghiêng cùng một chiều, tượng trưng cho hình hai cha con quấn quýt bên nhau trông ra biển cả. Theo truyền thuyết kể lại, xưa kia vùng biển này có con thuồng luồng rất hung dữ, hay đánh đấm vào thuyền bè để ăn thịt ngư dân. Bên chân ngọn núi An Hải Sơn, cạnh chùa Hang, có hai cha con làm nghề chài lưới. Quá bất bình trước tình cảnh này, người cha quyết lòng tiêu diệt con ác thú để cứu nguy cho bà con. Sau khi tính hết kế, ông thấy chỉ còn cách là hy sinh chính thân mình mới mong giết được con thuồng luồng này. Thế là ông liền tẩm thuốc độc vào mình, nằm sát mé biển để dụ con ác thú. Thấy mồi ngon, con thuồng luồng đến cắn đứt đầu ông, sau đó chúng độc rồi chết. Người con đi tìm cha, bắt gặp xác cha cụt đầu, liền ôm lấy khóc thương thảm thiết. Không ngờ chất độc từ người cha thấm vào, khiến cho người con chúng độc mà chết. Trời liền nổi giông bão, mưa suốt mấy ngày liền, và nơi hai cha con nằm mọc lên hai hòn đá lớn và nhỏ. Hòn lớn là cha, còn hòn nhỏ là con. Vì thế, người ta gọi là Hòn Phụ Tử. Hai bên Hòn Phụ Tử là hai hòn đảo có hình dáng giống như một con thỏ quỳ hai chân sau để giỡn với sóng biển và một con rùa. Hình ảnh thân thiết này
là một trong những biểu tượng đặc sắc của Hà Tiên. Nước biển chung quanh Hòn Phụ Tử rất trong và sóng nhẹ vỗ về ngày đêm như tiếng ru lòng đầy quyến luyến, tạo nên một bức tranh hoang sơ, thấm đậm ân tình. Có lẽ rằng ai đã đến Hòn Phụ Tử thì khó có thể quên được cảnh non nước hữu tình này. Tại trung tâm thành phố Hà Tiên là chợ hải sản Hà Tiên, nằm cạnh cửa sông Đồng Hồ nổi tiếng với nhiều món ăn tươi và rẻ nhất trong vùng. Từ sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, không khí chợ đã náo nhiệt, tấp nập người qua lại. Hàng ngày, nhiều chuyến tàu đánh cá của ngư dân từ miền Tây hay là Vũng Tàu liên tục cập cảng, mang vào vô số các loại hải sản. Vì thế, ngôi chợ lúc nào cũng đông đúc với người mua kẻ bán. Trong chợ Hà Tiên có hàng trăm gian hàng buôn bán rất nhiều loại hải sản khác nhau và đặc sản Hà Tiên như là mắm, trái cây, hàng thủ công nghệ, các món ăn miền Tây đầy hấp dẫn. Điểm đặc biệt tại ngôi chợ này là du khách có thể mua hải sản tươi sống rồi đem lại các quán ăn để họ chế biến và nấu nướng ngay tại chỗ cho du khách thưởng thức. Chợ Hà Tiên ban ngày náo động bao nhiêu thì chợ đêm Hà Tiên còn náo động hơn rất nhiều vào hàng đêm. Chợ nằm trên đường Trần Hầu, ngay trung tâm thị xã Hà Tiên và thường mở cửa hoạt động vào lúc 6 giờ chiều hàng ngày. Chợ đêm Hà Tiên ngày càng mở rộng và nối dài, phát triển thành khu mua sắm sầm uất bậc nhất tại tỉnh Kiên Giang. Về đêm, khu chợ lung linh ánh đèn từ những sạp hàng đầy màu sắc với đủ các loại mặt hàng, từ đồ dùng hàng ngày cho đến những đặc sản Hà Tiên hấp dẫn. Khách du lịch rất thích thăm chợ đêm bởi lẽ không chỉ mua được những món quà nhỏ xinh của vùng đất Hà Tiên mà còn được trải nghiệm một hành trình khám phá những nét đẹp văn hóa mộc mạc của người Khmer. Bên cạnh đó, nhờ lợi thế ráp danh với Campuchia và gần Thái Lan nên du khách còn có cơ hội mua sắm các mặt hàng Thái và Campuchia ngay trên đất Việt. Sau khi mua sắm, du khách có thể dừng chân tại những gian hàng ẩm thực cùng bạn bè lê la bên những quán nhậu ven đường, nhâm nhi đồ uống, ăn hải sản và ngắm cảnh chợ đêm sôi động. Nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài, sau khi tham quan xong Hà Tiên thì thường mua vé tàu cao tốc đến Phú Quốc chỉ mất khoảng 1 tiếng 10 phút là đến. Phú Quốc là một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang, rất đa dạng, được bao quanh với những eo biển uốn lượn tuyệt mỹ giữa lòng đại dương mênh mông, những bãi biển xanh trong vắt, những núi đồi chập trùng, những hệ động thực vật phong phú đến từ khắp nơi trên thế giới. Những thành phố sôi động, lãng mạn, không bao giờ ngủ như ở châu Âu. Và những dòng suối yên bình trong các cánh rừng bát ngát. Hiện nay, Phú Quốc còn quyến rũ du khách từ bốn phương với những chương trình nghệ thuật công phu thể hiện lại văn hóa cổ truyền của Việt Nam. Và những chương trình ánh sáng phun nước vĩ đại và ngoạn mục diễn ra hàng đêm. Dẫu đến Hà Tiên chỉ một lần, du khách sẽ có những trải nghiệm khó quên bởi những thắng cảnh tuyệt đẹp, những công trình tâm linh huyền bí mang đậm nét lịch sử và thi ca trong từng câu chuyện, từng truyền thuyết. Hà Tiên xứng đáng được mệnh danh là Thập Vịnh Cảnh,
là một vùng đất đa dạng địa hình, tập trung cả biển, đảo, núi non, sông ngòi, đồng ruộng, vườn cây, hang động, và nhất là các ngôi chùa đơn sơ huyền bí nằm sâu trong hang động của thủa xa xưa. Quý vị nhớ đăng ký để khi có video mới, chúng tôi sẽ thông báo ngay.